Tiết lộ bí mật 3 bước để giúp cho bạn chiến thắng trò chơi về tiền bạc. Bước thứ nhất đó là chiến thắng trò chơi bên trong tâm trí. Và mới có một bộ công thức của người thành công, đó là suy nghĩ thì tạo ra cảm xúc, cảm xúc thì dẫn đến hành động và hành động thì sẽ cho ra kết quả. Và nếu như bây giờ bên trong tâm trí của anh chị bảo rằng là mình không có làm được, mình không có tài giỏi, mình không có mối quan hệ thì sao mình làm được đây? Và đây cũng chính là những cái tiếng nói nhỏ mà luôn xuất hiện bên trong tâm trí của anh chị. Và khi My biết được bộ công thức này thì My đã thay đổi được hoàn toàn cuộc đời của mình, thay đổi được hoàn toàn cuộc sống của mình. Và mỗi khi mà bên trong tâm trí của My bảo rằng là tôi không có làm được, thì nếu như mà anh chị có những tiếng nói nhỏ này, anh chị hãy chiến thắng nó bằng cái cách là tuyên bố với chính bản thân của mình: tôi làm được, chắc chắn là tôi làm được. Người khác làm được thì tôi lại sẽ làm tốt và tôi sẽ làm giỏi hơn. Và chắc chắn là tôi xứng đáng có được một cuộc sống thành công. Chắc chắn là tôi xứng đáng có một cuộc sống giàu có, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn suốt cả cuộc đời này. Và cái bước thứ hai đó là chiến thắng trò chơi bên ngoài. Nghĩa là bạn cần phải có công thức, bạn cần phải có quy trình, bạn cần phải có những chiến lược để giúp cho bạn chiến thắng trò chơi về tiền bạc. Và người thành công thì họ luôn để lại những dấu vết. Nên chỉ có một con đường nhanh nhất, ngắn nhất, dễ dàng nhất, đó là hãy học theo người thành công. Làm y chang như họ thì anh chị sẽ có được cái kết quả y chang như họ đã có. Và bước thứ ba để giúp cho bạn chiến thắng trò chơi về tiền bạc, đó là bây giờ chúng ta đã có chiến lược rồi, chúng ta đã có những công thức rồi, nhưng mà nếu như chính bản thân của chúng ta không có hành động thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt được những cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Bạn tiến gần tới ước mơ của bạn một bước thì ước mơ của bạn cũng sẽ tiến gần đến bạn một bước. Nếu như bây giờ anh chị đã thấy được con đường cho mình rồi, anh chị thấy được cái đích đến cho mình rồi, cái đích đến trên con đường đó, nhưng nếu như anh chị không có làm và anh chị không đi trên con đường đó thì chắc chắn anh chị sẽ không bao giờ có được cái kết quả đó và anh chị cũng không đến được cái đích mà anh chị mong muốn luôn. Vậy thì ở cái bước thứ ba này, chúng ta cần phải rèn luyện cho mình một cái đức tính kỷ luật hành động mạnh mẽ liên tục và hãy luôn kỷ luật với những chiến lược mình đã tìm ra. Và nếu như bạn chiến thắng được ba trò chơi bên trong lẫn bên ngoài thì chắc chắn bạn sẽ đạt được tất cả những mục tiêu của mình mong muốn. Và hiện tại nếu như bạn chưa có chiến lược, bạn chưa có con đường, bạn chưa có định hướng, bạn chưa có mục tiêu để giúp cho bạn chiến thắng trò chơi về tiền bạc thì bạn hãy liên hệ với My sẽ hỗ trợ cho bạn bộ công thức để giúp cho bạn chiến thắng trò chơi về tiền bạc. Và hãy follow My để nhận thêm được nhiều giá trị nha. Cảm ơn bạn đã xem hết video của My.